Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Các bạn thấy mình đang ngồi trên một cái thảm bay rất là đã đúng không? Hồi nãy mình có lục cái kho đồ của mình lại á, mình thấy mình còn dư một ít cái được gọi là File of Animation nè. Cái này thì dùng để chế tạo thảm bay á, nên mình sẵn tiện mình làm luôn một cái á. Nhưng mà cái này mình mới làm quen lại nên bay nó hơi khó nè. Đó, bay đụng tùm lum nè. khó điều khiển cực. Cưỡi rồng quen rồi, bây giờ chuyển sang cưỡi thảm bay, ngồi trên thảm bay khó quá à. Giờ mình muốn quẹo cũng khó nữa này. Quẹo nó quẹo từ từ mà không quẹo nhanh được giống như rồng ấy. Ui, đó, đụng, thôi, xuống. Đi ngồi đụng lũng nhà luôn á, không giỡn đâu. Nói chung cái này cũng hay á, lâu lâu đem ra nghịch hoặc là đổi gió ngồi lên thảm bay thay vì cưỡi rồng cũng khá là ok đó. Rồi, và ngày hôm nay thì mình có hai trứng rồng mới cần phải up này, đó chính là rồng elemental cũng như là rồng phượng hoàng xanh á. Mình sẽ tranh thủ mình up đi để chúng ta còn có thêm thành viên rồng mới nữa. Rồi, bên đây là elemental. Như vậy là phượng hoàng xanh cũng up bằng máy up trứng rồng chạy bằng nước á. Rồi, lâu lắm mới có dịp xài cùng lúc hai cái máy ấp trứng rồng này nè. Ui, hai cái trứng nhìn đối diện nhau đẹp ghê chưa? Đã thiệt luôn á, nước thì mình chăm đầy hết rồi. Giờ thì chắc chờ đợi thôi. Và lúc rảnh rỗi này thì học phép ha, là hết sảy luôn nè. Mình có tới tận 5 quyển sách, mà trong đó có một quyển sách master hôm qua mình tìm được. Đó chính là quyển Font of Vitality. Cái quyển này thì mình không biết công dụng của nó là như thế nào ta. Test thôi. 5 quyển cho vô. Đây, cho vô cái cây gậy master chuyên để test phép mình ha. Rồi ra test thôi. Và cái phép master đó thì nó bên hệ hồi phục á, nên hy vọng nó sẽ giúp ích cho mình ha. Ủa sao cái hiệu ứng của nó giống cái hiệu ứng của cái vật phẩm mà hôm qua mình tìm được vậy ta? Hôm qua mình tìm được cái được gọi là Orb of Radiant Light á. Khi mình kích hoạt nó cũng có hiệu ứng na ná gì nè. Tốt. Nó búp cho mình kháng cự á thì... Ủa gì, búp cho mình trái tim hấp thụ chứ. Như vậy thì khá là tốt luôn á. Còn thêm hồi phục nữa. Wow, mà hồi chiêu thì hơi bị nhanh luôn. Mình đánh giá cao cái phép này rồi đó. Tốt. Tiếp theo nào. Ui mà test phép dưới trời mưa ổn không ta. Phép tiếp theo là phép có tên là du hành thời gian. Time travel. Mình có thấy du hành thời gian gì đâu. Mình sẽ lấy ra mình đọc thử coi. Nghe tên phép thì xịn đấy. Du hành thời gian đồ nghe xịn sò con bò thật sự. Nhưng mà công dụng thì mình chưa thấy rõ lắm nha. Chắc một xíu phải đợi cho nó hồi lại rồi chúng ta sẽ test lại thêm một lần nữa ha. Chứ giờ thì mình chưa rõ công dụng của phép đó lắm. Tiếp tục. Đây là một phép triệu hồi. Và lần này mình triệu hồi ra được một em chó sói tinh linh nè. Wow, cho ngồi xuống được luôn. Coi kìa, em này nhìn không khéo á là không thấy luôn á, kiểu như trong suốt luôn nè. 20 máu. Đây, mình sẽ tạo ra một em chó sói tinh linh ha, sẽ chiến đấu để bảo vệ mình. Tức là em chó sói này chỉ có thể biến mất khi mà bị đánh gục thôi á. Hoặc là mình có thể dùng phép này thêm một lần nữa để cho em này vô trong. Wow, hay đấy. Một phép triệu hồi nhưng mà lần này là triệu hồi chó sói cơ. Tuyệt vời. Bữa nay học phép hay không à. Ui cái gì. Ui mình học cái phép này xong mình... Ôi, mình bị không dùng được phép rồi. Phép thuật của mình đang loạn xạ sang ngầu hết rồi. Ui, tới phép mà nguy hiểm vậy. Đây là phép gì vậy ta? Ui, mình bị mù lòi gì tùm lum cơ. Đói nữa. Có vẻ là mình test sai cách đó nên nó không học được. Ghê quá à. Thôi chắc đi ngủ. Cho trời sáng cái đi. Rồi chúng ta sẽ test nốt cái phép cuối cùng ha. Cái phép này có vẻ là mình phải học theo cách khác rồi. Ôi,
Nước, 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 nước. Cái gì đây? Ôi. Trời ơi. Học phép xong rồi rốt cuộc nó tạo ra cái vũng nước. Ui, ui, ui. Thiệt cái tình á. Cái phép gì là toan luôn rồi. Thu hồi nước lại. Thiệt luôn á. Test trong nhà cái và cái kết là ngập nước luôn rồi. Nhà ngập nước rồi. Hình như là nó sẽ dịch chuyển mình lại chỗ cũ đúng không? Chỗ mà... Chính xác rồi, mình đã hiểu cơ chế của cái phép du hành thời gian này rồi ha. Khi mình kích hoạt ở đây, và trong lúc thời gian hiệu lực của phép thuật mình di chuyển tới chỗ nào, thì hết thời gian nó sẽ dịch chuyển lại chỗ ban đầu mà mình dùng phép. Cơ chế của phép này là vậy ha. Cũng khá là lạ đó. Hợp lý, hợp lý. Nó khá là giống một cái loại thuốc mà mình từng uống có tên là Recon ha. Nó tương tự như vậy luôn. Nãy giờ thì trứng rồng Elemental cũng như là trứng rồng Phụng Hoàng Xanh đã được up xong rồi. Giờ thì xuống dưới và chào đón thêm hai em rồng này thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ có thêm hai em rồng khá là mạnh và đẹp đây. À, đầu tiên là rồng Elemental trước đây. Elemental. Đó, đây là em rồng mà hôm qua mình đi khám phá mình gặp hoài luôn nè. Cấp 1 nhìn dễ thương ấy chứ. Wow. Được, được, được. Tiếp theo là Phụng Hoàng Xanh. Đây là loài rồng mình thấy cực kỳ hung dữ luôn á. Mình phải rất là vất vả đóng băng các thứ mấy cái con rồng mà giữ trứng này á thì mới có thể lấy được trứng rồng ấy. Này, Phụng Hoàng Xanh nhìn hơi bị chiến luôn. Rồi, giờ thì cho ăn nè. Hy vọng là với hai em rồng mới này thì chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn và sớm có được thêm trứng rồng Night Fury ha. Mình đã rất là cố gắng mấy bữa nay rồi đó nhưng mà không tìm được thêm trứng Night Fury nào luôn á. Nhưng mà mình không có bỏ cuộc đâu. Lỡ mà bữa nay mình tìm ra thì sao? Không ai đoán trước được chuyện gì đâu. Rồi giờ thì tập trung cho rồng ăn nè. Đó, Elemental đã lên 25 rồi. Gắn thêm 15 cấp nữa cho lên 40 đi. Là đẹp. Là dẫn đi khám phá được rồi đó. Đấy, Elemental cấp 40 mà 46 máu. Wow, muốn gấp đôi rồng Phụng Hoàng Xanh luôn rồi. À, Elemental chắc 11 làm tăng cơ được đó nha. Tại vì máu trâu tăng cơ được. Rồi, cưỡi nhẹ cái nha. Cưỡi đi, rồi cho vô ập sao. Chạy cũng nhanh nè. Bay thì tương đối thôi, bay không có nhanh lắm. Nói chung là cũng được. Còn Phụng Hoàng Xanh thì sao? Phụng Hoàng Xanh thì bay cũng ngang ngang rồng Elemental thôi. Và đặc biệt hơn là đòn đánh của hai em rồng này đều có màu tím nha. Và trong các loại đòn đánh thì mình thấy đòn đánh màu tím là có lượng sát thương khủng nhất á. Mình thấy vậy thôi. Còn không biết có em rồng nào có đòn đánh mạnh hơn hay không thì mình chưa rõ nữa. Để mai mốt mình có nhiều rồng hơn thì mình sẽ kiểm chứng lại sao ha. Còn giờ thì cho mấy em lại vô trong cái ọp này trước đã. Rồi đem vô trong cái rương để bảo quản thôi. Như vậy thì có gì cho mấy em còn hồi sinh được. Rồi, giờ thì chắc lên đường tiếp chập 2 nha. Mình đã trang bị cái phép hồi phục vô cây gậy hệ hồi phục của mình rồi. Để mơ mốt mình kích hoạt lên thì nó sẽ đó. Khi mà mình dùng trong cái cây gậy hồi phục này thì nó hồi cho mình tới tận là 6 trái tim hấp thụ lận. Thế nên tốt nhất là mình sẽ dùng phép này ở bên cây gậy hệ hồi phục ha. Để hồi được nhiều trái tim hơn. Như vậy thì mình sẽ trâu hơn á. Hợp lý, hợp lý. Rồi, giờ thì bắt đầu chuyến đi này thôi. Trước mặt mình là một cái tổ rồng đúng không? Chính xác, đó là tổ rồng. Có một em rồng mới bay ngang kìa. Đây là rồng gì đây? Đây là rồng Lotus. À, vậy là đây chính là tổ của rồng Lotus á. Ui, cái tổ nhìn như một cái bông hoa vậy. Này, trong đây còn có hoa nữa này. Ui, trứng rồng hoa. Yeah, một trứng rồng rất là đẹp luôn. Còn những cái bông hoa Lotus này nè, mình cũng có thể lượm luôn ha. Lượm về trang trí nhà cửa. Quá tuyệt vời. Mở màn cho chuyến đi bữa nay là một trứng rồng luôn á. Đã ghê luôn á.
Ủa mà thường thường rồng sẽ ở một cặp mà ta, sao rồng Lotus chỉ có một mình vậy? Hơi lạ nha. A few moments later. Bộ tộc OT, đứng lại đó. Định làm gì? Tập bè tập bụi làm gì? Trời, đang nói cái gì mà nhảy dữ à? Nói xấu ai đúng không? À, dám nhìn điểu à. Dám nhìn điểu nè. Áo, tấn công hụt. Ui du. Tấn công lại nào. Này, bộ tộc OT nè. Sức mạnh của rồng Elemental đấy. Mấy thanh niên bộ tộc này không có tuổi luôn. Phun lửa nè. Này thì bộ tộc OT nè. Tên tộc trưởng có người ở đâu? À quên nữa. Chưa kịp hỏi điều tra nữa. Là mình đánh gục hết rồi. Trời ơi. Elemental hơi bị dữ luôn nha. Khá là khỏe ha. Xịn thật sự. Rồi con xương này láo tét. Láo tét nè. Bắn bắn cái gì? Đi ra chỗ khác mà bắn. À, con này cầm phóng lợn đi đâu? Cầm phóng lợn đi đâu hả? Phun lửa nó luôn. Ui nhưng mà mình phải cẩn thận nha. Tại vì cái vụ nổ mà rồng bắn ra nó rất là rộng luôn. Nên ví dụ như mà mình bắn ở những cái góc hẹp á, thì không chỉ kẻ địch mất máu đâu, mà rồng mình cũng bị mất máu ấy. Nên khi bắn mình cũng phải thận trọng một xíu ha. Ở dưới là cái công trình gì mà nhìn lạ vậy? Lần đầu mình gặp luôn á. Đáp xuống Elemental ơi. Vô trong đó thử coi. Ui. Ai rảnh dữ vậy trời, xây tự nhiên xây nguyên một cái chỗ toàn là đá không vậy? Không hiểu luôn, ai rảnh mà xây cái này vậy? Ơ kìa. Bếp nhau hả? Rồi luôn, bị lừa rồi. Quê xệ thiệt chứ. Cây tư nhờ. Life Fury. Nay lại gặp thêm Life Fury này. Hôm qua mới gặp xong, nay lại gặp. Ủa, đây nữa. Chả nhẽ đây lại là tổ của Life Fury sao? Thiệt luôn. Ủa, khoan, có gì đó sai sai. Tổ của Life Fury hay là Night Fury vậy? Ủa đây là Night Fury mà. Ủa gì gốc cuộc trứng bên trong này là trứng Night Fury. Hiện tại thì Night Fury đang ngủ á, nên thôi mình sẽ cho Night Fury ngủ một giấc thật là sâu ha. Đây, mình sẽ chọi bơm khói như vậy cho chắc, để mình tiện lấy trứng rồng hơn. Đẩy đẩy Night Fury ra. Rồi ngủ nha. Đừng có thức nha. Để mình tập trung chuyên môn mình lấy cái trứng đó nè. Rồi đây trứng đây. Rồi ngủ đi Night Fury, ngủ đi. Ngủ ngon nha. Nè cho miếng thịt nè. Rồi. Như vậy thì sau bao ngày đi khám phá thì cuối cùng mình cũng tìm thêm được trứng rồng Night Fury. Tuyệt vời. Nhưng mà có gì đó sai sai. Tại sao lại có một em rồng Night Fury vậy? Thường thường thì phải có một cặp chứ. Nè bên đây lại có thêm nữa này. Bên đây là tổ rồng Night hay là Light Fury đây? Lẫn lộn hết cả lên rồi. Night hay là Light? Dạ để mình trèo lên cái. Ồ lần này thì là Light thiệt nè. Lần này là Light Fury. Thôi né. Ấy. Định né con rồng đó nhưng mà kế bên nó có cái ngôi đền. Thôi lỡ rồi. Mình sẽ gán kiểu như là đánh bại con rồng đó rồi sau đó vô đền khám phá á. Có ngôi đền kế bên, có làng kế bên luôn. Coi như giúp làng đi. Rồi con rồng đâu rồi? À. Đi tắm nắng hả? Đi tắm nắng hả? Láo tét. Tắm nắng thì nằm ở dưới luôn đi. Đừng có đi lên nha. Rồi để full combo của rồng phụ hoàng xanh coi đánh bại được con rồng này không. Ui sao nó trâu thế. Nãy giờ tính ra cũng cỡ 7-8 đòn đánh của phụ hoàng xanh rồi mà không chết nổi con rồng. Cũng có thể là do phụ hoàng xanh chưa trưởng thành á, nên đòn đánh còn hơi yếu ấy. Không sao. Bữa nay thì mình sẽ trở lại với phép thuật sấm sét của mình ha. Giật sét đó. Đấy.
Sao mà đỡ được, giật sét nè. Rồi xong phân. Giật sét tầm 5 giây thôi là con này đã nằm một đống rồi ha. Giờ thì có thể vô trong cái ngôi đền này khám phá rồi đó. Tuyệt vời, tuyệt vời. Biết đâu dưới đây lại có cái trứng rồng thì sao. Cũng nghi lắm. Vô, xuống thôi. Dưới này có gì đây? Đường xuống nó hơi chóng mặt xíu nha. Chưa gì là thấy có rương rồi nè. Hợp lý, hợp lý. Rương gì đây, rương gì đây? Rương chứa sách phép. Ui, sao sách phép dởm vậy? Cho mình một cái áo choàng. Áo choàng của gió. Áo choàng gió nha. Áo choàng xịn, áo choàng xịn. Lượm luôn. Tiếp theo, tiếp theo. Ô ô, con xương. Con xương nè. Ôi, pháp sư đâu dưới đây vậy? What? Đĩa sấm sét. Ui da. Đĩa sấm sét nè. Ô, sao đâu gặp pháp sư dưới này vậy nhờ? Hồi nãy xuống mình đâu có gặp đâu. Lạ thiệt. Một cái rương bạc. Hết rồi. Ủa? Chỉ có vậy à? Ồ, đây nó có cái khói ngọc lục bảo nè. Mình sẽ lượm luôn ha. Lấy cấp ra. Lượm liền. Rồi. Ý, hồi nãy ở ngoài mình thấy cái ngôi đền này to lắm mà ta. Trên bầu trời đây mình thấy có Night Fury đang lượn lượn cơ. Cấp 34 thôi. Lượn đi, rồi dắt anh về cái tổ của cưng. Cơ hội đây. Dẫn anh về tổ đi, anh cho ăn thịt xiên que hơi bị ngon luôn. Ở đâu vậy? Ồ, nãy giờ lượn mấy vòng mà không thấy lượn về tổ ta. Để cho mình bắt chước mình lượn theo ấy. Làm quen rồi có gì. Coi Night Fury có chịu dẫn mình về tổ không? Ơ, sao không chịu bay nữa? Ui, đang chơi với Storm Falcon kìa. Ừ, Night Fury với Storm Falcon có thể kết hợp lại với nhau ấy. Trùng hợp ghê ha, nay mình gặp hai em gồng đó kế bên luôn nè. Thôi nếu mà không chịu dẫn mình về tổ thì thôi, mình tự đi tiếp vậy. Đi được một lúc thì gặp thêm ngôi đền luôn. Ngôi đền lần này thì có vẻ to đấy. Không biết ngôi đền này nó sẽ cho mình những món đồ gì ha. Ồ, chưa gì đã có zombie ở trên rồi. Hai cái rương vàng luôn á. Có lý nha. Một cái file up animation nữa nè. Wow. Được, được. Chưa gì là mình thấy công trình này xịn rồi đấy. Rồi cái này là giải đố rồi nè. Ui, nhung nham, đóng lại. Rồi, xong. Cái gì chứ giải đố thì cũng được. Ok. Zombie các thứ hả? Ở đây nhiều zombie, chủ yếu là zombie thôi hả? Ồ, ở đây nó có đường xuống này. Nhưng mà đường xuống hơi ghê nha. Xuống luôn. Chưa, từ từ. Xuống không khéo là lọt xuống dung nham ấy. Đấy. Vì là ngon lành liền. À, phía trên nó có giấu hai cái rương kìa. Được hết nha. Để mình đu lên đó thôi. Mình có cái tuyệt chiêu đu dây hơi bị đỉnh luôn. À, đu dây hình như là bên này thì phải. Rồi, đu dây. Đấy, lên dễ dàng liền. Và trong đây nó cho mình một quyển sách Advent á. Sách mới luôn nha. Mình biết sao mình dễ tìm sách mới rồi. Tại vì hôm qua mình có loot được cái vật phẩm có tên là Archivist Eyeglass này nè. Cái này nó cho mình tăng tỷ lệ tìm được sách mới á. Khá là hợp lý luôn. Xương sắp các thứ rồi. Bên đây thì cho mình thêm một quyển sách Master. Vì là một quyển Advent với một quyển Master trong cùng một cái ngôi đền ha. Được hai quyển sách. Còn cái rương nào nữa không? Bắt đầu thích cái ngôi đền này rồi đó. Cho đồ xịn là thấy khoái rồi. Có vẻ là hết rồi đấy. Tầng trên này coi. Ồ, tầng trên đâu ra còn con zombie vậy? Ôi, nó còn đường lên trên nữa. Lên trên này thì có rương. Một cái bản đồ. Bản đồ tìm kho báu ha. Hai cái bản đồ luôn. Uầy.
Hết rồi. Như vậy thì gom gom lại cũng được một ít đồ. Chắc trong đây xịn nhất là hai cái quyển sách phép nè, và hai cái rương ha. Rồi, giờ thì nghiêng nghía xung quanh coi còn công trình nào khác không. À, còn cái chỗ pháp sư kế bên này nè. Kế ngôi đền chắc cũng là chỗ pháp sư thứ dữ đấy, không đùa đâu. Vô thử nhân phẩm nào, đem lên trên coi coi pháp sư này bán cho mình sách gì. Biết đâu lại là những thứ mình cần thì sao. Rồi, không cần lắm luôn, té luôn. Bán hai cái phép mình học gào hết trơn rồi. Tại vì bây giờ mình đã học được rất là nhiều phép rồi đó, nên tỷ lệ mình mua trúng những vị pháp sư mà bán sách phép mình học rồi là khá là cao ha. Nên cũng không có trách được mấy vị pháp sư đó. Loot được cái bản đồ tìm kho báu mà không đi tìm thì hơi bị uổng. Thành tử ra giờ mình cũng đang hên nè. Mình sẽ đi tìm kho báu các thứ rồi ha. Đấy đấy đấy, bản đồ nó dần mở ra rồi. Ồ, trên đường tìm kho báu còn tìm được chỗ trứng sắt nữa nè. Cái chỗ mà có tuyết các thứ, ở có băng các thứ là trứng sắt ha, chứ không phải cái trứng rồng gì mà xịn đâu. Đó là trứng sắt á, cái đó mình chế tạo được nên mình gặp mình cứ lướt qua thôi, chứ ít khi mà mình ghé lắm. Chỗ kho báu thì nó đang nằm ở đâu đó dưới này. Ồ, sao lạ vậy? Kho báu này nó bị giấu trong đây à? Đúng không? Đúng không vậy? Nè, mình đang đứng ngay chỗ kho báu nè. Ồ, vậy là chắc phải đào xuống dưới đất rồi, nó không có trên mặt đất rồi. Kho báu này sẽ cho mình sách phép mà mình học rồi. Oh no, su cà na vậy. Ý là có đồ tăng tỷ lệ nhặt được sách mới rồi đó nha. Mà còn gì đó. Thôi, coi như hơi đen đi. Giờ thì mình sẽ lên đây coi thử coi. Vô lý nhờ, tự nhiên ở đây nó lại có cái chỗ cây mà người ta trồng kiểu san sát nhau như vậy, tạo thành giống như một cái mê cung vậy á. Không biết là nó có giấu cái gì trong này không ta, hay là tại mình đa nghi quá nhờ. Ủa, mình đi hồi lại thoát ra rồi. Đâu, mình sẽ đi từ trên này nhìn xuống coi. Nếu mà có rương là mình sẽ thấy được á. Có rương không? Không có rương rồi. Ồ, gì? Ê, có rương nè, có rương nè. Đấy, biết ngay mà. Ui, nó giấu hoa. Ai đời lại giấu hoa trong cái rương đó chứ. Lại bịp mình đúng không? Sao bữa nay bị bịp hai lần rồi đó nghe. Ngại gì mà toàn bị lừa coi gì ta. Quê thiệt á. Rồi còn một cái kho báu nữa. Chắc lần này nó không xui giống như lần trước đâu. Phanh lại. Tới nơi rồi. Coi coi. Nó nằm đâu đó ở bên này. Kho báu kế bên tổ rồng luôn à. Ôi, xin phép cho tôi lấy cái kho báu nghe. Không có ý làm phiền đâu. Ôi dạ, để mình tấn công con zombie này cái đó. Rồi, không ai còn cản trở mình rồi đó. Giờ thì đào xuống dưới để lấy kho báu thôi. Lại là một quyển sách nữa. Lần này là sách cũ hay sách mới đây? Nope. Ê, sao mình thấy giờ nó kiểu như nó bê hết đồ của rương cũ, nó đem qua rương này vậy luôn á. Mình thấy đồ nó y rang luôn này. Cũng là quyển sách ạc này nè. Ui, lại lừa nhau nữa rồi. Ngày gì mà toàn bị lừa vậy ta. Như vậy thì sau cái nỗ lực tìm kiếm bấy lâu nay thì chúng ta đã có thêm một cái trứng rồng Night Fury tiếp theo rồi. Mình sẽ gán ấp trứng rồng này sớm thôi. Và bữa nay thì mình phát hiện ra có một cặp rồng Night Fury với Storm và cần kế nhau á, nên chắc hôm nay mình sẽ quyết định là cho Night Fury của mình lên cấp 100 luôn. Mình còn đủ không ta? Ôi chết rồi, gần. Còn thiếu rồi, mình còn thiếu 3 phần ăn. Rồi, trước mắt là cho ăn 37 phần ăn này trước đây. Rồi, Night Fury ăn nhanh nha. Ăn nhanh chấm lớn, anh còn nhờ việc nữa. Ui. Oh no. Trời đất ơi. Xít nữa thì bánh xác rồi. Mình sẽ làm thêm 3 phần ăn nữa cho Night Fury. Đây, 3 phần ăn nữa. Đây, 3 phần ăn nè. Chuẩn bị lên 100 đi Night Fury.
98, 99 và 100. Night Fury to chưa? Bây giờ thì đã đạt ngưỡng sức mạnh rất là khủng rồi đấy. Mới mốt chắc Night Fury có thể đương đầu với mấy cái con rồng mà kiểu mạnh mạnh được rồi. Tấn công tầm xa thôi nha, chứ không có kiểu giáp lá cà đâu. Tại vì nhỏ có 40 mấy máu à, giáp lá cà cũng chưa nổi. Nhưng mà quan trọng hơn là bây giờ mình đã có thể dùng cái dụng cụ để lấy được DNA của rồng rồi. Nhưng mà để lấy được thì mình cần phải có thêm những cái đó gọi là ta, cái orb thì phải. Empty orb đâu rồi? Đây, cần phải có thủy tinh nữa nè. Thủy tinh chỗ này. Rồi thêm một chút vàng nữa. Bây giờ thì chỉ cần ra ngoài và lấy DNA của Night Fury thôi. Này, anh nhờ cái nha. Đó, vậy là chúng ta đã có được DNA của Night Fury rồi. Giờ thì cần thêm DNA của Storm Falcon nữa. Đâu, Storm Falcon. Storm Falcon, đây. Rồi, lần thứ hai rồi đó nha. Đây là lần thứ hai Storm Falcon bị lấy DNA rồi. Rồi, nhưng mà việc lấy DNA này thì không có ảnh hưởng gì đến rồng đâu. Không mất một tí tẹo máu nào luôn á, nên khá là thoải mái ha. Và bây giờ thì mình lại cần thêm một cái trứng để chứa DNA này. Trứng sắt này thì sẽ tốn 5 sắt thôi. Rất... À 6 sắt. Tốn có 6 sắt thôi à, nên khá là rẻ ha. Đây làm luôn. Làm vội. Và tiến hành cho vô cái DNA combiner này. Hai cái DNA của hai em rồng khác nhau này ha. Rồi, quá trình này sẽ diễn ra nhanh thôi. Đó, chuẩn bị nha. Và trứng rồng mình tạo ra nó sẽ có tên là Storm Fury. Quá tuyệt vời. Và cho qua cái máy ấp trứng rồng liền luôn. Đó, để chúng ta ấp được trứng rồng Storm Fury ha. Đã quá, háo hức quá đi. Mình sẽ ngồi đây để đợi cho cái việc ấp trứng rồng này diễn ra ha. Ông Finn, đập trứng. Bum. Và chúng ta đã có được trứng của Storm Fury được up rồi nè. Quá tuyệt vời luôn. Cho Storm Fury ở trong nhà đi. Đây, trong này luôn ha. Storm Fury. Bum bum. Đấy, trời. Màu là màu của Storm. Ủa, của Storm Falcon á. Còn hình dáng là của Night Fury. Quá là đẹp luôn. Sự kết hợp này mình thấy rất là xuất sắc á. Wow, thích chưa kìa. Nhưng mà giờ thì mình hết thức ăn rồi. Nãy thì farm thêm được có một tí để nuôi cho Night Fury lên đủ cấp 100 để lấy DNA thôi. Giờ còn có mấy phần ăn à. Ăn tạm lót dạ đi, mai mốt anh có nhiều rồi anh cho lên cấp sau. Rồi dẫn đi khám phá luôn, yên tâm nha. Trời ơi, coi cái phần đầu kìa. Có mấy cái chi tiết của Storm Falcon đó, nhìn rất là đẹp luôn á. Rồi, và không thể thiếu là một những cái... cái orb ha, mình sẽ làm thêm một cái orb để chứa ẻm vào. Đây, một cái orb. Ủa, đúng không nhỉ? À, mình lấy ngược. Gì mới đúng. Rồi, vậy là bây giờ là an toàn rồi đó. Cho vô trong. Ui, đó, xong phim. Nhét vô đây. Mỗi lần triệu hồi thì chỉ cần mở lên như vậy và triệu hồi thôi. Khá là tiện ha. Đã vậy còn được hồi sinh nữa. Rồi, giờ thì chắc cứu rồi đó. Và các bạn thích Storm Fury hay là Night Fury hay là Light Fury? Mình có quá trời Fury luôn rồi. Trong tương lai thì còn nhiều Fury lắm. Nào là Fury lửa nè, Fury nước. Rồi hình như còn có Fury lá nữa cơ. Fury xương nữa. Còn nhiều dạng mình chưa sở hữu lắm, nên sắp tới mình sẽ cố gắng sở hữu nốt mấy cái dạng còn lại của rồng Night Fury ha. Nghe mà nó háo hức á ta ơi. Rồi, nói chung thì bữa nay là một chuyến đi rất là bội thu của mình luôn á. Vì mình còn có thêm một cái trứng rồng mới toanh luôn. Là trứng rồng Lotus. Đây là trứng rồng hoa ha. Trên trứng còn có hoa nữa cơ. Cực kỳ đẹp luôn á. Chắc sắp tới phải tốn khá là nhiều thức ăn để nuôi mấy em rồng này đây. Nhưng mà không sao.
đáng, rất là xứng đáng để nuôi mấy em này mà. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá may mắn giống như bữa nay nữa ha. Hy vọng là vậy. Còn bây giờ thì bye bye.